chào mừng cô chú các anh chị và các bạn nha. Tôi đang có mặt tại thác Đẳng Thạch Khê và hôm nay là đêm cuối, quay lại cho cô chú các anh chị và các bạn chúng ta xem không khí tại thác Đẳng Thạch Khê. Bà con về đây rất đông.
Trường Đồng này. Đây là cái khu vực kinh doanh, các đơn vị tổ chức trò chơi thì họ tổ chức ở đây. Đây là khu vực cho các em làm ăn đây. Nếu mà làm nhanh ra tiền thì chúng ta về khu vực này. Nếu mà làm nhanh ra tiền là vô khu vực đây, nhanh ra tiền. Quá trời đông luôn. Hôm nay là đêm cuối cho nên là bà con về đây rất đông để coi hát lắm. Xem rồi nườm nượp luôn. Sao ông vô coi em? Ông vô coi. Các em bé đây. Ở đây coi cái không khí hát lắm này. Anh vũ quá chừng. Đây là khu vực hàng hóa bán hàng. Đây là cửa hàng đồ ăn vặt này. Rất là đông các chị em đang ăn đồ ăn vặt ở đây. Bốn năm. Sáu. Từ từ xíu rồi.
Mười nghèo ai lấy nè? Năm mười ai lấy đâu? Đây có, có. Chút, năm mười chút. Quay gì nữa? Năm nghèo. Mười gì? Mười gì? Mười gì? Em mừng, mừng, mừng. Em mừng nè. Ờ, cũng vậy. Còn đem nhà nó đúng nè. Nhỏ, nhỏ, nhỏ. Nhỏ, nhỏ. Nó đi không đi đâu đi nó cắn nào không giờ giờ tay chú đưa nào một con lớn quá trời đông bà con đã về đây xem hát lắm đêm cuối nha. Yeah.